Ai mình nói chị ai chết luôn. Vô ra chứ. Ra đây. Ăn uống gì đó lẻ. Dạ. Thở được ăn, thở được ngon. Dạ, một xíu nữa em ăn. Dạ. Dạ. Đang đói à. Để em tắt nghiệp xíu. Thế kẻ vô đó. Nhanh như tôi hết bụng quá. Ai à. Ủa vậy hả? Sớm thế vậy? Bỏ tay xuống đây nè. Dạ nhìn mấy 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 em cái à. Dạ rồi. Rồi. Chiếc qua đây trên giữa cho đẹp nha. Dạ rồi, ok ok. Ok. Rồi chú gión rồi nha con, tội nghiệp chút. Không cứ đứng im nha. Vô đỡ thành cái bậc thang luôn nè. Chú về đây, chú vào cô chú. Dạ rồi, ok. 1, 2, 3. Thích nhạc gì? Dân ca thì không hát đâu. Đứng im nha.
Trong buổi ra mắt MV Nhớ Ông Bà cùng với buổi Zen Bằng Kỳ trong buổi tối ngày hôm nay, xin được gửi đến quý vị một lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất. Thưa quý vị, với ý nghĩa 3 trong 1 ngày hôm nay, Thế Du Bằng Kỳ, ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh muốn chúc mừng với cột mốc với ca khúc đầu tiên, một trong những dự án đầu tiên đã được rất nhiều quý vị yêu mến, đó là ca khúc Thương Con Vọng Cổ Tình Cha kết hợp với nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đã đạt được cột mốc là hơn 100.000 lượt xem. Và hôm nay là buổi cảm ơn tất cả quý vị đã yêu mến và cùng với một buổi ra mắt MV Nhớ Ông Bà. Thưa quý vị, và đặc biệt hơn nữa, trong buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chúc mừng với ca sĩ Đức Xuân, viện phó viện nghiên cứu và ứng dụng kiến trúc phong thủy vào đời sống, cũng đã vừa được bổ nhiệm giữ chức đại sứ thiện chí công tác xã hội và văn hóa trung tâm UNESCO văn hóa thông tin truyền thông. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì với những chương trình vô cùng ý nghĩa như thế, chúng tôi vinh hạnh được đón tiếp quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị khách mời danh dự đã cùng đến tham dự trong buổi ra mắt MV Nhớ Ông Bà ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu với sự hiện diện của thầy Thuận Thiên, viện trưởng viện nghiên cứu ứng dụng kiến trúc phong thủy vào đời sống. Xin được trân trọng giới thiệu với sự hiện diện của biên tập quản lý Lê Khắc Bình. Xin được trân trọng giới thiệu với sự hiện diện của Mã Từ Quốc Thành. Xin được trân trọng giới thiệu với sự hiện diện của nhà báo Ngọc Toại. Xin được trân trọng giới thiệu với sự hiện diện của nhà báo Đoàn Mai Thúy. Xin được trân trọng giới thiệu với sự hiện diện của nhà báo Minh Tuyền.
Xin được trân trọng giới thiệu với sự hiện diện của toàn thể quý vị đã cùng đồng hành có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Chính sự hiện diện của toàn thể quý vị cũng là một trong những mảnh ghép để tạo nên sự thành công của chương trình. Và xíu nữa thì ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Nam sẽ cập nhật thêm với sự hiện diện của quý vị đại biểu đã cùng đồng hành đến tham dự trong buổi. Xin được trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị với sự hiện diện của ca sĩ Duy Thành. Và một lần nữa, cho phép em xin hiện xin mượn những cái tay của quý vị để chúng ta giơ một tràng tay thật lớn để cảm ơn sự diện của tất cả quý vị đã diễn tại chương trình ngày hôm nay ạ. Tiên thương câu vòng cổ trên cha đã được những bức đệm, những cột mốc vô cùng hạnh phúc và vui mừng. Thưa quý vị, với dự án gồm hát đôi cầm khúc thiếu nhi, với tiếng hát của bé Cù Bò và những khách mời như nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long, Ruby Bảo An, ca sĩ Đức Xuân, Hồng Loan, con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng đã nhận lời mời tham gia cùng với nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh và cũng đang tiếp tục mời thêm những ca sĩ trong thời gian sắp tới. Và kính thưa quý vị, dự án gồm 20 ca khúc thiếu nhi mới nhất của ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh sáng tác do bé Cù Bò và các ca sĩ khách mời trình bày với tiêu chí hướng cho các bé với các ca khúc thiếu nhi lành mạnh, dễ ca, dễ thuộc, phù hợp với lứa tuổi, mang giá trị tinh thần yêu thương, tình yêu quê hương, gia đình, bạn bè, thầy cô và yêu thiên nhiên cuộc sống, hướng về nguồn cội. Và thưa quý vị, trong quá trình thực hiện, ngoài những sáng tạo chuyên môn trong âm nhạc, những thức phim ngắn, MV giới thiệu bài hát cùng với những ca khúc của các nghệ sĩ, diễn viên tên tuổi tham gia, các nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh cũng rất cần sự hỗ trợ, động viên tinh thần của tất cả quý vị cùng với các ban ngành để có thể thực hiện được những tập sách, tập nhạc thiếu nhi dành cho các bé trong thời gian sắp tới. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay, ngày 27 tháng 10, ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh có buổi ra mắt MV Nhớ Ông Bà do bé Cù Bò trình bày cùng với sự diễn xuất của ca sĩ Đức Xuân, viện phó viện nghiên cứu và ứng dụng kiến trúc phong thủy vào đời sống, người vào vai, bà ngoại rất ăn ý cùng với Cù Bò. Và xin được quý vị sẽ cùng thưởng thức qua MV này. Và thưa quý vị, trong MV thì ca sĩ Đức Xuân cũng có một cái tin vui rất là hạnh phúc. Thì trong tháng trước đã đoạt giải Hoa hậu Quý bà Hoàn cầu vào tháng trước trong cuộc thi Hoa hậu Người Việt kỳ thứ 22 do Minh Chánh Entertainment tổ chức tại Hoa Kỳ. Quý vị có thể dành cho ca sĩ Đức Xuân một chào tay tập lớn với quý vị ạ. Và kính thưa quý vị, dịp ra mắt MV cũng là món ăn tinh thần ý nghĩa mà Cù Bò đã dành tặng cho bà ngoại Đức Xuân. Để chúc mừng bà ngoại Đức Xuân vừa bổ nhiệm giữ chức vụ đại sứ thiện chí công tác xã hội và văn hóa trung tâm UNESCO văn hóa thông tin truyền thông, ngoài ca sĩ Đức Xuân trong vai bà ngoại thì còn có sự góp mặt rất là thú vị của thầy Thuận Thiên, viện trưởng viện nghiên cứu ứng dụng kiến trúc phong thủy vào đời sống. Quý vị có thể dành cho ông ngoại thầy Thuận Thiên được không ạ? Quý vị, ông ngoại cũng tham gia rất là nhiệt tình với những cảnh quay rất là đẹp, cũng góp phần không nhỏ làm cho MV Nhớ Ông Bà thêm phần sống động. Với phần đầu tư chỉnh chu, hình ảnh chân phương giản dị nơi miền quê sông nước được kết hợp với điệu ru cùng với những câu vọng cổ nồng nàn da diết, ca khúc Nhớ Ông Bà chắc chắn sẽ là món ăn tinh thần mới lạ dành cho các bé trong dịp cuối năm này. Chúng ta có thể giơ một tràng tay để chúc mừng cho ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh được không ạ? Và với những tràng tay chúc mừng như thế này, tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu sẽ có đôi lời chia sẻ phát biểu đầu tiên trong buổi tối hôm nay. Sẽ được trân trọng kính mời ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh cùng với bé Cù Bò. Con kính chào khán giả, con là Cù Bò. Hôm nay để bà ha. Rồi xin quý vị cho Nguyễn Minh Anh và Cù Bò một tràng pháo tay để khích lệ chúng ta trở qua. Thực sự là khi mà đứng đây thì Nguyễn Minh Anh rất là vui và hạnh phúc khi dự án âm nhạc Tất Cả Cho Ngày Mai dành cho các bé thiếu nhi được rất nhiều quý vị đón xem. 20 ca khúc đó là bài Thương Câu Vọng Cổ Tình Quê. Tới hiện giờ thì đã hơn 100.000 lượt xem trên YouTube, dù là cái kênh rất mới, cũng mới lập đây.
Nguyễn Minh rất là trân trọng và xin cảm ơn tất cả vị. Vâng, và thưa quý vị, chắc chắn tất cả quý vị cùng sẽ rất là nôn nao và háo hức để chúng ta cùng thấy là một bà ngoại rất là tươi, rất là dễ thương. Và chắc chắn MC La Nhật Tiến cùng với tất cả quý vị cũng rất là nôn nao và háo hức. Thì xin được mời bà ngoại ca sĩ Đức Xuân cùng có thể vài lời chia sẻ, cũng như gửi đến quý vị đã cùng yêu thương hiện diện góp mặt trong buổi tối ngày hôm nay, cũng như là chúc mừng ca sĩ Đức Xuân cùng vừa đoạt một cái danh hiệu vô cùng tuyệt vời này. Xin mời ca sĩ Đức Xuân ạ. Lời đầu tiên thì Đức Xuân xin cảm ơn quý đại biểu đã đến tham dự vào đêm hôm nay, đêm ra mắt cái MV. Và thực sự là rất là hạnh phúc khi mà cái niềm vui của mình được tất cả mọi người cùng tới chúc phúc. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Để chia sẻ về cái MV này, thực sự là không biết là duyên sao á, cái bạn này mà mời mình là tầng vô giai má với giai bà không một cái gì. Nhiều khi hận hắn ghê luôn á, mình thích làm công chúa cơ, nhưng mà hắn cứ mời vậy mà thấy cũng vui vui, tự nhiên đóng mất cái vai má hắn, xong rồi má hiếu hiền, xong giờ tới bà ngoại nó mới ghê chứ. Nhưng mà thôi thì hy vọng là cái mình hóa vai vào nhân vật này, quý vị sẽ nhìn thấy được cái thể hiện đúng cái vai diễn, như vậy là Xuân vui rồi, cho dù là nó có xấu tí xíu ha. Mong quý vị cổ vũ cho MV của Coupon, chúc con được nhiều vai diễn hơn trong cuộc sống nha. Chào tất cả mọi người, quý vị ạ. Dạ thưa thầy, thưa